Nam thanh niên 26 tuổi này chính là đối tượng bị Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách, Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Lúc đi làm về vô tình thì mình thấy có một người làm ở dưới đất, những người xung quanh đó là chắc là đi rút tiền bị cướp. Mình cũng không xác minh, mình chụp 3 bức ảnh đăng lên mạng cho mọi người biết là cảnh giác. Trái lại, thông tin này đã lan truyền một cách chóng mặt và gây hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người trong khu vực lo sợ, không dám đi rút tiền. Nắm bắt được thông tin này cũng qua các trang mạng xã hội, công an thị trấn đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự, công an huyện rà soát, xác minh thực hư vụ việc. Thì thực chất đây chỉ là một vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân, chứ không phải bị cướp. Lực lượng công an thị trấn đã ngay lập tức triệu tập đối tượng lên làm việc và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị trấn làm tờ trình lên Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu đối tượng đính chính thông tin trên trang cá nhân. Mình bất ngờ, mình đang từ hôm 22 thì hôm 23 chú mời lên làm việc luôn. Công an địa phương thường xuyên nắm bắt trên mạng xã hội những cái thông tin có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chọn lọc những cái nội dung mà nó có cái hướng xảy ra mất an ninh trật tự, chụp lại có cái biện pháp để xử lý. Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng môi trường mạng rộng lớn nên dù vi phạm các cơ quan chức năng cũng khó để tìm ra và xử lý. Cũng có những cá nhân chưa ý thức được hành vi của mình, coi không gian mạng là môi trường tự do, pháp luật chưa quản lý. Qua một số cái vụ việc đã xác minh xử lý, thường là một cái mang cái tính chất là tò mò, nhưng mà là cũng là do là cái hiểu biết nó không đến nơi chốn. Họ cảm tính, họ thấy rằng có thể là như thế, hoặc là tâm lý đám đông, những người dùng mạng xã hội đó là nên thận trọng đối với những thông tin mình đăng lên. Thì đương nhiên mình đăng lên là mình phải chịu nhận, có thể là vi phạm hành chính, có thể phải chịu nhận sự trước pháp luật. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo để tránh vô tình đăng tải, chia sẻ các thông tin nhạy cảm, sai sự thật, mỗi cá nhân cần có sự kiểm duyệt nguồn tin, hay đơn giản hơn là không đưa ra kết luận về vụ việc, chỉ phản ánh, báo cáo cho các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.